Dạ, Kiều Mạnh Tuấn. Anh Tuấn thì đóng với thiếu nhi cũng nhiều, nhưng mà riêng với phần này khi mà tương tác với bé Ngân Chi á, có gặp khó khăn gì không ạ? 50-50 vậy. 50 là hên xui. Dạ, có lúc là rất dễ, ăn và cũng rất khó. Khó là bé đói quá bé khó hay là anh đói anh khó? Anh đói thì mới nói. Đói bụng. Đói hả? Dạ. À không, toàn không có cho để ai đói hết á. Dạ, bóp phốt nhẹ sau lưng thôi. Không có cho để ai đói hết. Dạ. Chỉ giờ là những lúc mà những cái phân đoạn mà khó đó thì nó hơi khó thôi. À, về tâm lý. Vừa về tâm lý mà vừa về kỹ thuật nữa. Dạ. Cho nên nói chung là về kỹ thuật. Còn riêng phim này thì có nhiều pha hành động mà. Anh Tuấn có phải tham gia nhiều pha hành động không? Nhiều, nhiều lắm hả? Nhiều lắm, chắc cắt hết được quá. Dạ, thì tình cảm cha con mẹ con cũng có, rồi tình cảm đôi lứa nó cũng có. Vậy cho hỏi có cảnh nóng với Khả Như không ạ? Ủa, đâu có liên quan gì đâu. Dạ, Khả Như cho ý kiến đi ạ. Thôi. Sao mà trước mặt mọi người mà anh kêu em bằng mày vậy anh Tuấn? Mình phải thể hiện cho mọi người thấy là anh em mình rất là yêu quý nhau. Dạ, lời đầu tiên cho phép Khả Như được gửi lời chào đến tất cả mọi người đã, dù trong một cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mọi người vẫn đến đây. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Khi mà Tuấn đưa micro cho em thì em cũng không biết nói gì ngoài cái chuyện anh Tuấn nói là cái thái độ của anh trên đoàn làm phim là do bé đói nha. Anh đói thì thật sự là anh Tuấn hay đói và hay quạo với đoàn lắm. Nên, dạ. Không, cái này mình phải nói thiệt chia sẻ với khán giả. Ở trên đoàn ba Tuấn hay ăn cắp đồ ăn của Mai Như thì là có một lúc á ba Tuấn đưa ba Tuấn đưa sò gà cho Mai Như, rồi Mai Như mới nói là ngon quá, Mai Như hỏi chỗ của ba Tuấn luôn, rồi ba Tuấn mới nói là ba Tuấn ăn cắp của Mai Như, ba Tuấn mời Mai Như. Trời khủng khiếp, con tiêu thụ đồ gan đó con ơi. Trời ơi, như vậy là cái sự bóc phốt của bé Ngân Chi thì chúng ta biết được là diễn viên Kiều Minh Tuấn thường hay ăn cắp đồ ăn của diễn viên Khả Như. Dạ, cảm ơn con gái rất nhiều. Bé Chi ơi, sẵn giờ con đang cầm video nè, thì con đóng phim với lại ba Tuấn như là với má Như nè, con thấy vui không? Vui. Vậy hai người con thương ai hơn? Con thương ba Tuấn hơn hay là con thương má Như hơn? Dạ, con thương kế toán đúng không? Chị kế toán là đáng yêu nhất. Con thương ai nhất nè? Chờ con khó xử quá. Em xúi nó lấy lòng đạo diễn nhà sản xuất mà nó nói là đừng xúi. Vậy con trả lời thật lòng con đi. Nó sống thật lòng lắm. Bé Moon nhất. À, con thương bé Moon hả? Bé Moon. Bé Moon là con chó trong phim. Con chó, con yêu chó, con yêu người luôn. Con cảm ơn con. Nói chung là em thấy bé Moon dễ thương. Dễ thương hơn má Như luôn hả? Má Như thua chó luôn hả? Thôi qua anh ơi. Xin lỗi, dịch phải sát nghĩa, xin lỗi. Dạ, trước mặt các anh chị báo chí, các anh chị báo chí hạn chế hỏi những câu như thế này làm đau lòng quá. Dạ, cảm ơn các diễn viên rất nhiều, hỏi nhẹ thôi. Dạ, xin chào nghệ sĩ ưu tú Vũ Châu ạ. Dạ, đến với ekip làm phim lần này cũng là nhiều diễn viên trẻ nè. Thì không biết là có ai trước nữa. Bảo Kiều lần này lại là một cô Kiều nữ rất là cá tính. Thì không biết là cái vai này nó có quá khó đối với em hay không? Và tương tác với anh Kiều Minh Tuấn, anh có ăn hiếp em không? Dạ, thật ra thì em không nghĩ là anh Dứt Trung và anh Giao có thể dám giao cho em một vai diễn như thế này. Và thật sự là em cũng rất là hồi hộp và chờ đợi cái vai diễn của mình. Và đặc biệt trong phim này thì có sự giúp đỡ của anh Tuấn với lại chị Khả Như cho vai diễn của em rất là nhiều luôn. Dạ, anh Tuấn là giúp đỡ em nhiều đúng không? Không có kiếm em đúng không? Không dành giùm đồ ăn của em đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn anh Kiều rất nhiều. Thùy Dương ơi, thật tiếc hôm nay là thiếu mất Lê Lộc, cặp đôi hoàn hảo còn cặp bài trùng. Là những cái biến hà, biến mạng là về hài đều thiên về các bạn rất là nhiều. Thì không biết là các bạn nhận xét như thế nào về chính vai diễn đó, các bạn cảm thấy hài lòng không ạ? Đối với Thùy Dương thì đầu tiên thì cho Thùy Dương xin chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người đang có mặt ở trong buổi sự kiện ngày hôm nay đã nha. Bây giờ thì mình xin trả lời câu hỏi của anh Hoàng Rapper. Thì không biết là cái mặt của Thùy Dương á, cái mặt của em anh, chắc là nó hiền lắm hả? Hay là nó thánh thiện như thế nào? Mà coi như là em vô phim này là vai y tá này là vai thứ ba trong đời em về vai y tá rồi đó. Gần trước là Hậu Vệ Mặt Trời, rồi sau đó là cũng cua lại Vợ Bầu của bên anh Nhất Trung nè, thì cũng là y tá, mà y tá đó là y tá giọng mẹ. Rồi bây giờ đến lượt Nắng Ba Lời Hứa Của Cha thì là y tá chậm, thì cho nên em sợ lắm.
Tại vì diễn viên mình sợ nhất là gì? Trùng màu diễn. Lại cùng nhân vật nữa. Thế là em mà cũng hên nha, là lần này anh Trung ảnh lại cho sử dụng giọng gì? Giọng phú yên nghe giọng gì ha? Dạ, lần đầu tiên thì Xuân Nghị xin gửi đến lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả. Và con chào thầy, tại có thầy Vũ Châu ở đây là thầy dạy Xuân Nghị. Dạ, chào các cô các chú. Trong phim này thì em nói giọng bình thường thưa anh. Bình thường là giọng gì? Giọng bình thường em giọng bình thường là giọng em đang đối thoại với anh Hiền. Dạ. Bình thường chứ nào. Dạ em cảm ơn và hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Bầu Hao để Bầu Hao có thể tạo nên nhiều kỷ lục hơn nữa trên thị trường phim Việt. Dạ. Wow, trời ơi. Rồi cảm ơn Xuân Nghị rất nhiều, không làm tốn thời gian của tất cả mọi người nữa. Thì sử dụng giọng gì? Giọng phú yên nghe giọng gì ha? Dạ, lần đầu tiên thì Xuân Nghị xin gửi đến lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị khán giả. Và con chào thầy, tại có thầy Vũ Châu ở đây là thầy dạy Xuân Nghị. Dạ, chào các cô các chú. Trong phim này thì em nói giọng bình thường thưa anh. Bình thường là giọng gì? Giọng bình thường em giọng không bình thường là giọng em đang đối thoại với anh Hiền. Dạ. Bình thường chứ nào. Dạ em cảm ơn và hy vọng là quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho Bầu Hao để Bầu Hao có thể tạo nên nhiều kỷ lục hơn nữa trên thị trường phim Việt. Dạ. Wow, trời ơi. Dạ quá. Rồi cảm ơn Xuân Nghị rất nhiều, không làm tốn thời gian của tất cả mọi người nữa.